Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay chúng ta sẽ nghe lời Chúa qua một sứ điệp, đó là chống lại sự trói buộc của những xiềng xích buồn ngại. Thưa quý mài chị em, trước hết thì chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng mà chúng ta đang thờ phượng và hầu việc. Ngài là đấng tốt lành. Ngài luôn muốn cho mỗi con cái của Chúa chúng ta có một cuộc sống và một tương lai đầy ơn và phước hạnh ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa muốn chúng ta được đặt ở đằng đầu, không phải đằng đuôi. Và cuộc đời của chúng ta sau khi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được bước sang một trang sử mới. Chúng ta được chuyển hộ khẩu thuộc linh và chúng ta không còn ở trong vương quốc bóng tối của sự chết và ma quỷ nữa. Cuộc đời của chúng ta nó sẽ càng đi lên ở trong ơn của Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn số 4 chúng ta sẽ thấy điều này. Châm Ngôn đoạn số 4 câu số 18 cho đến câu số 19. Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối, chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. Lời của Chúa nói rằng là con đường hay là cái cuộc đời của người công bình, nó quyên mà cho em, sẽ giống như là một cái sự sáng chiếu rạng, nó sẽ càng ngày càng sáng lên. Và sáng cực đỉnh đó là lúc 12 giờ trưa. Chúng ta thấy rằng là trong thuộc linh, khi chúng ta càng theo Chúa thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ càng đầy ắp những niềm vui, bình an và tiếng cười. Không bao giờ Chúa Ngài muốn chúng ta phải sống ở trong sự đau khổ và tuyệt vọng cả. Chúa muốn chúng ta được phước và chúng ta được trở thành những con người được gọi là nguồn phước cho những người khác. Chúa Ngài nói với Abraham rằng là ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi và sẽ rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Quý mài cho em, có phải là con cái Chúa, là con cháu của Abraham thật không? Vậy mỗi người chúng ta đều là nguồn phước cho những người xung quanh mình. Hãy là người đầu tiên được phước ở trong gia tộc của chúng ta. Amen. Hãy là người đầu tiên mà chúng ta trở thành một người mà qua đó danh của Chúa được vinh hiển ở trong gia tộc của mình. Có thể trong gia tộc của mỗi người đều có những cái ước muốn hoặc là có những cái hoài bão của tổ tiên để lại. Có những gia tộc họ mong muốn rằng con cháu của họ sẽ được định cư ở nước ngoài, hoặc là trở thành một triệu phú, hoặc là trở thành một đại gia ở cái khu vực mà họ đang sống. Nhưng mà cứ trải qua các đời thì cái điều đó dường như nó không thể thực hiện được. Hoặc là khi mà người ta gần chạm đến được cái vị trí đó thì lại bị một cái thế lực nào đó nó đè xuống và không thể nào ngóc đầu lên nổi. Nhưng mà trong Chúa Giêsu Christ, quý vị sẽ làm được. Nhờ Chúa sẽ phù hộ cho chúng ta. Hãy nói với chính mình rằng là tôi là người được phước. Và nhờ có Chúa, tôi sẽ được ở vị trí hàng đầu. Amen. Và không có thế lực của ma quỷ nào có thể đánh bại được chúng ta, quý mài cha. Hãy là người đầu tiên được phước ở trong gia đình của mình. Chúng ta không biết được mình sẽ được phước như thế nào, nhưng hãy tin rằng mình là người được phước của Chúa. Và điều đầu tiên chúng ta thay đổi được số phận của chúng ta, đó là bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, là đấng mà chúng ta đang thờ phượng và phục vụ. Cuộc đời của chúng ta sẽ được sáng lên khi có Chúa Giêsu Christ. Ở trong Thi Thiên đoạn 18 câu 28, lời của Chúa nói thế này: thật vậy, chính Ngài sẽ thắp cho đèn con sáng lên, chính Chúa Đức Chúa Trời của con biến hoàn cảnh đen tối của con trở nên sáng sủa. Lời của Chúa nói rằng là Chúa Ngài sẽ khiến cho cuộc đời của chúng ta nó giống như là có cái đèn nó soi sáng vậy đó. Nó sẽ được sáng lên và chúng ta sẽ không còn ở trong những cái sự đen tối cuộc đời của chúng ta nữa, quý mài chị em. Nó sẽ được trở nên tươi sáng hơn. Amen. Nhưng mà có một điều mà chúng ta nhìn thấy ở trong thuộc linh sau khi tin nhận Chúa Giêsu Christ, đó là chúng ta ở trong một cái trận chiến thuộc linh. Chúng ta biết rằng là Chúa Ngài muốn chúng ta được phước, những lời hứa của Kinh Thánh, rất là nhiều lời hứa trong Kinh Thánh dành cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta được Chúa Ngài ban phước, chúng ta bắt đầu giống như là một thế lực đang lên, thì bắt đầu có một cái thế lực khác, nó sẽ tìm cách để nhận chúng ta xuống. Nó sẽ nói với chúng ta rằng là mày tưởng mày là ai? Mày tưởng mày có thể làm được hả? Mày nhớ lại đi, ông nội mày đã từng thất bại, ba mày cũng đã từng bị thất bại vì cái điều này. Và bây giờ mày tưởng rằng là mày hơn tổ phụ của mày sao? Có bao giờ quý vị đã từng nghe những điều đó trong tâm trí của mình không? Khi quý vị cố gắng làm một cái gì đó thì quý vị sẽ nghe được một cái giọng nói tiêu cực về bản thân mình, một cái sự định tội và dường như là một cái gánh nặng rất là lớn. Mà chúng ta nhận biết rằng đó là
những cái điều nó đến từ thế lực của ma quỷ. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy được rằng là mỗi cơ đốc nhân chúng ta đang ở trong một cái trận chiến thuộc linh, và kẻ thù đó nó như thế này: vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ở đây lời của Chúa chúng ta thấy rằng là mỗi cơ đốc nhân chúng ta đang đánh trận không phải là đánh trận bằng xác thịt, không phải là bằng xương thịt, nhưng mà là bằng những cái thế lực của ma quỷ, những cái thế giới tà linh của ma quỷ mà chúng ta không thể nhìn thấy được bằng xương bằng thịt. Chúng ta đối đầu với kẻ thù bằng xương bằng thịt, mắt chúng ta nhìn thấy được thì dễ hay khó quý mà chị em? Dễ đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta đánh trận với một thế lực vô hình, không có xác, không có xương thịt, không có thịt và huyết, quý vị thấy điều này dễ hay khó? Khó là đối với cái khả năng xác thịt của chúng ta là dường như không thể, đúng không ạ? Ngày nay trên thế giới là không có một cái thiết bị tân tiến nào có thể phát hiện ra được ma quỷ. Không có một thiết bị tân tiến nào có thể nhìn thấy được thiên đàng như thế nào hoặc địa ngục ra sao. Người ta chỉ có những bằng chứng rất là mơ hồ thôi. Nhưng mà Kinh Thánh chúng ta thấy rằng là ma quỷ là một thế lực có thật. Nó là có thật, đúng không ạ? Một lần kia khi mà mục sư Billy Graham được chất vấn bởi một nhà báo rằng là tại sao cái đốc nhân lại tin rằng ma quỷ có thật, trong khi đó chúng ta không nhìn thấy ma quỷ, thì ông mục sư Billy Graham ông trả lời rằng là: quý anh chị em có thể nhìn vào trong thế giới ngày hôm nay, quý anh chị em có thể nhìn biết được rằng là có một thế lực của ma quỷ nó đang gây ra rất là nhiều cái tai họa tai ương cho thế giới này, từ thiên tai động đất sóng thần, và nhất là tội lỗi càng ngày càng gia tăng. Nếu không có ma quỷ thì tại sao có những vụ án giết người càng ngày càng gia tăng theo cấp số nhân mỗi năm, không phải chỉ ở các nước phương Tây nhưng mà ngay cả những quốc gia truyền thống của châu Á, trong đó có Việt Nam. Nếu không có ma quỷ thì tại sao những vụ hiếp dâm, giết người, cướp của, lừa đảo, dối trá, hôn nhân tan vỡ và nhiều cái đau khổ khác nó cứ gia tăng mỗi năm như vậy? Thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ là một thế lực có thật. Chúng ta là cơ đốc nhân khôn ngoan, chúng ta không nên quá đề cao những cái quyền lực của ma quỷ. Nhưng mà chúng ta cũng đồng thời không nên đánh giá thấp hoặc là chúng ta khinh sức coi thường những thế lực của ma quỷ, bởi vì chúng nó là những thế lực có thật. Ngày hôm nay có một số ít cơ đốc nhân cho rằng là ma quỷ không có tồn tại, cho nên họ không cần phải cầu nguyện đuổi quỷ, không cần phải cầu nguyện chống lại những thế lực của ma quỷ. Họ nói rằng thôi cứ mặc kệ nó đi, nó làm cái việc của nó, mình làm cái việc của mình, mình cứ cầu nguyện bình thường thôi, rồi nó đụng tới mình thì mình cứ cầu nguyện với Chúa. Và họ không bao giờ có một ý thức mình phải chống lại những công việc của ma quỷ, hoặc là nếu mà gọi là bị nặng quá thì họ mới chạy đến nhờ mục sư nào đó có ơn để cầu nguyện, chứ bản thân họ không thể chống lại với những thế lực ma quỷ đó. Và sẽ đi buổi sáng nay sẽ giúp cho chúng ta thấy được rằng là ai là người có thể chống lại những cái sự trói buộc hoặc là những sự tấn công của bùa ngải tà thuật. Và trước hết chúng ta cần phải bắt đầu với một cái nhận thức rằng là ma quỷ có thật, và những cái vũ khí thuộc linh của chúng nó có thật. Trong đó có những cái có bốn loại mà chúng ta nhìn thấy được, mà thế gian người ta gọi là tứ đại tà thuật. Cái tà thuật mà chúng ta thấy được đó là bùa, thứ hai đó là ngải, thứ ba đó là thư, và thứ tư đó là ếm. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về bùa. Thì xưa nay đối với vua quan và các nhà lãnh đạo chính quyền, bùa chú là một thứ mê tín dị đoan và được dùng để mê hoặc lòng dân. Do đó chính quyền rất dè dặt và có các chế tài trừng phạt đối với những thầy pháp, dù đôi khi họ rất được trọng dụng và vai trò tín ngưỡng của những thầy pháp đó khá là quan trọng trong nhận thức của dân chúng từ cổ chí kim. Theo phân loại cơ bản thì bùa chú được chia làm 4 loại chính dựa trên công năng và cách sử dụng lần lượt, đó là bùa, ngải, thư, ếm. Bùa đó là những đồ vật như là tờ giấy có vẽ chữ, có thể là chữ nôm hoặc là chữ gì đó ngoằn ngoèo chi chít ở trong đó. Thì
những bùa này có thể là tờ giấy có vẽ chữ, hoặc là nó là một dạng hình nộm, để mà có thể từ đó cái người thầy bùa có thể nói ra những lời rủa xả cho cái người đang đang bị bùa đó. Thì để ếm bùa một người nào đó thì người ta cần phải có tên và hình ảnh của cái người đó, hoặc là địa chỉ thì càng tốt. Thì khi mà cái người bị ếm bùa, họ bị ếm đó, thì họ sẽ có những cái biểu hiện như sau. Thứ nhất đó là tâm tính bị thay đổi theo chiều hướng xấu, tức là cảm xúc không kiểm soát được và thường xuyên giận hờn vô cớ, tâm trạng thay đổi theo hướng rất là tệ, thậm chí là cấu gắt quá đà rồi đập phá đồ đạc. Nhưng mà sau cái cơn giận đó thì người đó không còn biết, không còn nhớ những cái gì mình đã từng làm. Thứ hai là sắc mặt thay đổi, thần thái thay đổi. Khuôn mặt của người này thường không được tươi tắn, mất đi vẻ hồng hào và có màu xám tro. Ánh mắt vô hồn và không có cảm xúc, giống như là đang bị một ai đó điều khiển mình. Thứ ba là sinh hoạt thất thường, không muốn tiếp xúc với ánh sáng. Hầu hết những người bị ếm bùa thường có khuynh hướng sống ở trong bóng tối. Thứ tư đó là vận đen ùng ùng kéo tới. Nếu mà chúng ta liên tục gặp những chuyện không may, những chuyện xui xẻo, thì chúng ta phải nhận biết rằng là có một có thể là một cái sự bỏ bùa trên đời sống của mình. Trong trường hợp này thì các mối quan hệ của những người bị yểm bùa bị rạn nứt và trở nên xấu hơn, tức là gia đình bị lộn xộn, vợ chồng có thể hiểu lầm nhau, cãi vã, xung đột, bất hòa liên miên. Và ngoài ra thì người bị yểm sẽ gặp những thất bại trong việc làm, trong đời sống, làm đâu thất bại đó, gặp người ta để ký hợp đồng hoặc là tiến hành một cái thương vụ nào đó thì lại không thành công. Thì những dạng này thì chúng ta biết rằng là nó là cái dạng bùa khiến cho người ta không thể nào thành công được ở trong cuộc sống. Và càng đáng sợ hơn nữa đó là tình trạng này không có điểm dừng, tức là nó cứ liên tục kéo người ta từ thất bại này qua thất bại khác, từ cái xui xẻo này qua cái sự xui xẻo khác. Nhưng mà trong khi đó cái người ghét mình á, tức là giả sử mình là người bị yểm bùa mà cái người ghét mình thì lại phất lên nhanh chóng. Mình thì làm ăn không được, nhưng mà cái người kia là cái người không thích mình lại làm ăn rất là khấm khá và phất lên. Thì chúng ta phải hiểu ngay rằng là 99% mình đang bị yểm bùa. Nhất là trong những cái công việc kinh doanh, khi mà giả sử chúng ta đang làm ăn ở đây, nhưng mà ở đối diện xéo xéo bên kia đường nó lại có một cái công ty hoặc là có một cái chỗ làm ăn giống y như cái mặt hàng mình đang bán. Và bên đó họ ghét chúng ta. Họ ghét chúng ta ra mặt luôn. Có thể họ rủa chúng ta ra mặt. Và sau đó chúng ta thấy cái công việc của mình nó bị càng ngày càng lụng bại. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là sao mà lạ quá, mình càng ngày càng đi xuống như vậy. Rồi trong khi đó bên kia thì nó lại đi lên. Nhưng mà để cho chúng ta được gỡ bỏ khỏi cái điều này thì cái câu hỏi đặt ra đó là cơ đốc nhân chúng ta có bao giờ bị trúng bùa hay không? Có người hỏi với tôi rằng mục sư ơi, là con cái Chúa chúng ta có bao giờ bị trúng bùa hay không? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải trở lại với Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng là chúng ta thuộc về một phe thắng hơn. Đó là trong vương quốc của Đức Chúa Trời, trong vương quốc ánh sáng của Chúa thì chúng ta không bị định tội, chúng ta không có thể bị thua bại bởi những thế lực của ma quỷ. Đúng không ạ? Đấng ở trong chúng ta lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này. Giăng nhất đoạn 4 câu 4 chép rằng là hỡi các con cái bé mọt, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Họ ở đây là ma quỷ đó quý vị. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Như vậy thì Chúa Giêsu là đấng lớn hơn mọi kẻ ở trong thế gian này, Ngài lớn hơn tất cả những thế lực của ma quỷ. Không ai thắng được chúng ta được quý mài chè, và thậm chí là ma quỷ đã thua chúng ta. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải biết rằng là ma quỷ nó là một thế lực, dẫu rằng nó đã bị thua bại nhưng nó vẫn có những mưu kế của nó, những mưu kế quỷ quyệt của nó, khiến cho nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay bị thất bại, bị mắc mưu ma quỷ. Quý vị là người đi săn hươu săn nai, quý vị chạy không lại con hươu con nai đó, bởi vì nó chạy rất là nhanh, đúng không? Mà con người mình không thể nào bắt được hươu và nai. Nhưng quý vị có thể đặt bẫy để cho con hươu và con nai đó nó phải bị sập bẫy, đúng không ạ? Đây là cách mà ma quỷ ngày hôm nay nó bắt những con cái của Chúa, bằng những cái mưu kế của nó, những cái bẫy của nó. Qua sự cám dỗ,
đúng không ạ? Cám dỗ của xác thịt. Rồi bây giờ trong việc làm ăn, giả sử người ta chửi tôi, người ta không thích công việc của tôi, và người ta sử dụng bùa, thì ma quỷ nó sẽ nhìn vào trong cái sự phản ứng của tôi để xem cái thái độ của mình như thế nào. Giả sử nếu mà mình sống theo xác thịt, mình tự ái, mình nổi nóng, mình rủa lại bên kia, thì chắc chắn rằng là trong thuộc linh chúng ta đang ở trong một cái thế bị mắc bẫy. Ngày hôm nay nhiều con cây Chúa bị mắc bẫy bởi vì cái xác thịt này nó quá nóng. Và chính bởi vì cái sự nóng giận, cái sự mà gọi là tự ái của chúng ta đó, nó khiến cho chúng ta không thể chiến thắng được những mưu kế của ma quỷ. Đôi khi có trường hợp đó là cái miệng nhanh hơn cái não, nói quá nhanh, không suy nghĩ, cứ phản ứng theo cái xác thịt của mình, và thế là mình bị dính bùa. Cho nên có một số trường hợp tôi cầu nguyện cho họ và họ bị dính bùa, mà họ là con cái Chúa lâu năm, thì tôi cầu nguyện và tôi nhìn thấy được rằng là bởi vì cớ họ đã mở cửa cho ma quỷ bằng lời nói, bằng những thái độ nóng giận của mình. Họ không hay biết, nhưng mà theo Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là ai sống theo xác thịt thì người đó đang chiều theo tội lỗi, và ai ở trong tội lỗi thì đang ở dưới quyền của ma quỷ. Cho nên là các đốc nhân chúng ta vẫn có thể ở dưới cái quyền của ma quỷ trong một cái giai đoạn nào đó khi chúng ta sống theo xác thịt và yếu đuối. Cho nên là con cái Chúa chúng ta cần phải tiết chế xác thịt của chúng ta, cần phải thắng cái cảm xúc của mình, cần phải có một sự kiềm chế, tiết độ trong suy nghĩ và trong nhất là lời nói của chúng ta. Dù có giận cũng đừng bao giờ trả đũa, đúng không ạ? Người ta có rủa chúng ta cũng bao giờ đừng có bao giờ trả đũa. Nhưng mà hãy nhịn nhục và tha thứ cho họ, và biết chắc rằng là tôi sẽ được phước bởi vì cơ Chúa ban phước cho tôi. Cho dù người ta có nói gì với tôi thì tôi vẫn sẽ được phước. Tôi không cần quan tâm đến những điều đó. Tôi sẽ làm theo đúng lời của Chúa, đó là yêu thương và tha thứ cho kẻ lân cận của mình. Thì lúc đó anh chị em sẽ được vô hiệu hóa, gọi là được có một cái sự phòng ngừa khỏi tất cả những bùa chú tà thuật của ma quỷ. Ma quỷ nó không thể chạm đến được quý bài chị em. Cũng giống như khi mà Ba-la-am được Ba-lát, được vua Ba-lát thuê đến để mà cầu nguyện rủa xả cho dân Israel, thì ông ấy cũng thấy qua tiền vua cho rất là nhiều, cho dẫu rằng là ông ấy là một tiên tri, nhưng mà bởi vì đồng tiền làm cho ông này bị hoa mắt, và ông ấy đến để mà tìm cách rủa xả dân Israel. Nhưng mà khi ông ấy đang chuẩn bị những lời rủa xả thì Chúa ngài đặt để trong Ba-la-am môi miệng của ông nói ra những lời chúc phước. Môi miệng của ông lại nói ra những lời mà ngược lại với những sự rủa xả. Và ông nói thế này ở trong Dân Số Ký đoạn 23 câu 23: không ai có thể trù ếm chống lại Gia Cớp, cũng không ai có thể dùng phù phép nghịch lại Israel. Nhưng đến kỳ đã định, người ta sẽ nói về Gia Cớp và Israel rằng: hãy xem những gì Đức Chúa Trời đã làm, kìa, một dân trỗi dậy như một sư tử cái, và vương mình đứng lên như một sư tử đực. Quý vị thấy không? Vua thuê đến để rủa xả, nhưng mà ngược lại ổng lại chúc phước. Vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là khi mà một dân tộc có Chúa thì dân tộc đó sẽ được bảo vệ khỏi tất cả những lời rủa xả. Và bùa chú, bùa ngải, tà thuật, nó đều là những công cụ đem đến sự rủa xả cho con người, mà ma quỷ có thể sử dụng để mà tấn công ngay cả con cái Chúa. Cho nên chúng ta cần phải khôn ngoan và sống ở trong sự đầu phục của Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngày nay thì tôi thấy có một cái thực trạng, đó là có một số những người nữ con cái Chúa, một số thôi nha, không phải là nhiều, nhưng mà cũng có, đó là họ bị hại bởi những người nam ngoại đạo. Có những trường hợp mà tôi biết rất là đau lòng, đó là chỉ qua một lần uống cà phê thôi mà cô ấy bị sa ngã và yêu cái anh chàng này không còn biết trời trăng mây gió gì hết.
Và khi mà gia đình phát hiện ra được cái điều đó thì mọi sự đã quá muộn. Và không phải chỉ một trường hợp nhưng mà là một vài trường hợp khác. Và Chúa cho tôi có một cái sự khôn ngoan để nhìn thấy, để đưa đến cái sự cảnh tỉnh cho những con cái Chúa, nhất là những người nữ. Đó là chúng ta đừng bao giờ chúng ta hẹn hò với những người nam ngoại đạo mà trước đó chúng ta chưa biết gì về người đó, hoặc là chúng ta chỉ hẹn hò qua mạng, hoặc là chúng ta chưa biết rõ về gia đình hoặc là công việc của người đó, và nhất là người đó chưa có tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm của Chúa đời sống của mình. Đừng bao giờ liều lĩnh để chúng ta hẹn hò với những người không có Chúa. Bởi vì sao vậy? Giang hồ đầy hiểm ác quý ông bà chị em. Khi ngồi uống cà phê thì người đó có thể bỏ bùa vào trong cái ly cà phê đó, hoặc là nó có thể bỏ một vài giọt nước thôi, thì qua một vài giọt nước đó chúng ta sẽ bị mất kiểm soát bản thân mình. Bởi vì là một người cầu nguyện cho những cái vấn đề này, cho nên tôi nhân đây tôi chia sẻ ra để cho những chị em phụ nữ chúng ta đề phòng cảnh giác. Bởi vì những cái trường hợp này ngày hôm nay thế gian nó quá nhiều đi quý mà chị em. Và con cái Chúa đôi khi chúng ta quá vô tư, chúng ta quá hồn nhiên, chúng ta đôi khi quá dễ dãi, cho nên chúng ta trở thành những món mồi ngon cho ma quỷ. Nếu chúng ta hẹn hò, chúng ta hãy hẹn hò với những người tin Chúa và là những người tin kính Chúa quý mà chị em. Amen. Và nếu chúng ta có gặp người lạ, đừng bao giờ chúng ta ăn hoặc là uống cái món đồ mà người ta đưa cho chúng ta. Nhớ nha, đừng bao giờ ăn hoặc là uống cái món đồ người ta cho chúng ta. Nếu uống nước thì chúng ta phải uống cái chai nước mà chưa bao giờ bị mở ra đó, tức là nó vẫn còn nguyên cái siêu á. Chứ nếu mà chai nước mà đã bị mở ra rồi đó thì chúng ta cũng đừng có nên uống. Hoặc là khi chúng ta đi ăn thì chúng ta đừng bao giờ chúng ta rời khỏi bàn ăn trong khi người đó còn ở trên bàn ăn. Tại vì sao? Khi chúng ta đi ăn, chúng ta giả sử chúng ta mắc vệ sinh, chúng ta đi toilet, thì trong cái thời gian đó cái người kia có thể bỏ vào trong thức ăn của chúng ta mà chúng ta không biết. Đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ để cho những anh chị em thanh niên, chúng ta là những người chúng ta đang tìm bạn đời của mình, chúng ta có thể đề phòng trước những cái mưu kế của ma quỷ này. Amen không anh chị em? Có người nói là mục sư ơi, em là thanh niên, em tin Chúa, lâu năm Chúa trong em, làm sao người ta bỏ bùa em được? Nhưng mà tôi nói rằng là nếu em tin Chúa, em là người tin kính, thì làm sao em lại đi hẹn hò với cái người không tin Chúa? Đúng không? Một người đã tin kính Chúa không bao giờ hẹn hò với một người chưa tin Chúa. Mà khi mà mình hẹn hò như vậy, tức là mình đang mở cửa cho xác thịt, và ma quỷ nó có thể tấn công chúng ta từ cái con đường đó. Cho nên chúng ta cần phải khôn ngoan. Chúng ta cần phải khôn ngoan. Không phải chỉ là nữ đâu, nhưng mà ngay cả nam cũng bị bỏ bùa nữa. Đúng không ạ? Tôi không nói về vấn đề mà chính tiết hay cái gì hết, nhưng mà tôi đang nói về cái vấn đề đó là ma quỷ nó thèm linh hồn của con người chúng ta. Đúng không ạ? Nó không phải chỉ thèm cái xác của mình đâu, nhưng mà nó thèm linh hồn của chúng ta. Mà người nam nó lại càng thích hơn nữa quý mà cho em. Không phải chỉ là người ta thích bỏ bùa cho những cô gái, nhưng mà ngay cả những người đàn ông đã có vợ đó cũng bị bỏ bùa nữa. Wow, tôi đi lên Buôn Ma Thuột, tôi nghe nhiều cái câu chuyện đau lòng. Đó là có những người đàn ông họ đã có vợ, có con rồi. Và tin Chúa nha quý vị nghe, tin Chúa, đi nhà thờ mỗi Chủ nhật luôn. Thình lình, một buổi sáng nọ, ông này ông cuốn gói, ông đi theo các bà khác. Mọi người trong nhà không hiểu cái vấn đề gì xảy ra hết. Sau đó một thời gian sau mới biết rằng là ông đó ông bị bỏ bùa, bị cái bà kia ở xã khác đó. Rồi cũng cùng một nhà thờ luôn, cùng nhóm chung một nhà thờ luôn, bỏ bùa và quyến dụ đi mất tiêu. Nghe rất là đau lòng quý mời cho em. Tại sao con cái Chúa lại bị bỏ bùa? Nếu con cái Chúa sống theo xác thịt, sống theo tội lỗi, chắc chắn nó sẽ có quyền ở trên người đó. Amen. Chúng ta có quyền đúng không ạ? Dạ, Chúa cho tôi có quyền cá nhân tự do. Tôi có quyền tôi uống cái chai nước này hoặc là tôi không uống. Đó là quyền của tôi. Cơ đốc nhân chúng ta tự do trong Chúa.
chúng ta có quyền để chúng ta thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, hưởng tất cả mọi phước lành từ Chúa ban cho, hay là chúng ta có quyền để chúng ta chọn lựa những cái điều thuộc về tội lỗi xác thịt mà ma quỷ đem đến cho chúng ta trong thế gian này. Và tất cả mọi thứ đều thuộc về cái sự chọn lựa của chúng ta. Có một lần kia khi mà tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Buôn Ma Thuột, thì khi mà tôi bước xuống máy bay thì trước mặt tôi á, thì tôi không có chú ý tôi nhìn cái cô gái này. Cô gái này nhìn dáng người rất là đẹp, nhưng lại mặc cái váy hở lưng. Và khi mà mắt tôi vô tình tôi lướt qua, tôi nhìn cái lưng cô này thì thấy đằng sau lưng vẽ những cái văn hoa, cái hoa văn nó rất là lạ. Và khi mà tôi nhìn kỹ vào trong những cái hoa văn đó thì tôi biết rằng đây là dạng bùa. Và khi mà tôi nhìn, tôi biết được cái đó là dạng bùa đó quý vị, tôi cảm thấy nổi da gà. Và tôi phát hiện ra được một điều rằng là có những cô gái hoặc là có những chàng trai, họ sẵn sàng hy sinh thân thể của mình để mà vẽ bùa lên trên đó. Và nếu mà chúng ta không biết, chúng ta chạm đến những người như vậy quý vị, chắc chắn hậu quả sẽ rất là khôn lường. Có thể đối với người thế gian á, họ xem cái bùa đó là cái bùa hộ mệnh hoặc là bùa giữ gìn cái bình an cho họ. Nhưng mà chúng ta trong Chúa, chúng ta hiểu rằng là mọi loại bùa ếm đều đến từ ma quỷ và nó không tốt cho cái người sử dụng. Cho nên là thanh niên, con cái Chúa, chúng ta đừng bao giờ chúng ta vội vàng chúng ta đặt tay lên ai hết. Đừng vội vàng chúng ta sờ đụng vào bất cứ một người khác giới nào mà chúng ta chưa biết được ở trong họ có cái gì. Nhiều khi họ sắm họ vẽ ở trong cái những cái chỗ kín, chúng ta đâu có biết được đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta bị gọi là tò mò quá nhiều và chúng ta có những cái mối quan hệ sâu sắc với người đó, và đến khi chúng ta phát hiện được thì đã quá muộn. Tôi nói điều này để không phải là chúng ta hoang mang hoặc là sợ hãi, nhưng mà chúng ta cần phải có sự khôn ngoan. Nó sẽ dường như là một cái liều vaccine để chúng ta có thể đề phòng ngay từ ban đầu. Tại vì cái lượng con cái Chúa ngày hôm nay là những người thanh niên, thiếu nữ lập gia đình với người ngoại rất là nhiều quý mài cha, rất là nhiều luôn. Và một trong những lý do đó chính là bởi vì cớ coi những cái bùa chú mà chúng ta, con cái Chúa, chúng ta không có biết được, không có biết được. Đối với thế gian và một số người ở trong thế gian này, họ không tin vào trong việc có bùa chú, bùa ngải. Họ cho rằng là bùa chú, bùa ngải chỉ là một cái sự mê tín dị đoan. Nhưng mà là con cái Chúa, chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh có đề cập đến những cái bùa ngải tà thuật này đúng không ạ? Trước hết thì chúng ta thấy rằng là trong thời của Môi-se, khi mà Môi-se gặp vua Pha-rôn, thì bởi ơn của Chúa, Môi-se đã khiến cho cái cây gậy của mình hóa thành con rắn. Thì những cái người thầy bùa phù thủy bên cạnh Pha-rôn á, họ cũng làm được. Họ cũng quăng cái cây gậy của họ xuống đất và những cây gậy của họ hóa thành con rắn. Nhưng mà điều đặc biệt đó là con rắn của Môi-se, tức là cái gậy của Môi-se đó, nó nuốt luôn những cây gậy của những người thầy bùa khác. Quý vị thấy cái thời đó tà thuật nó khủng khiếp không? Có bao giờ ở đây quý vị nghe cái chuyện đó là cái cây gậy mà nó biến thành con rắn chưa? Có bao giờ ai nghe hoặc ai thấy chưa? Chưa đúng không ạ? Vậy đó mà thời Môi-se đã từng có đó quý mà chứ. Phù thủy có thể khiến cho cây gậy nó thành một con rắn. Nhưng mà quyền năng của Đức Chúa Trời lớn hơn quyền lực của ma quỷ. Và quyền năng của Chúa nuốt trọn hết tất cả những cái con rắn giả dối của ma quỷ hết. Rồi trước khi mà dân Israel bước vào trong xứ hứa thì Chúa Ngài đã nói với dân Israel rằng là các ngươi đừng bao giờ tập và bắt chước theo những cái tà thuật, những cái bói khoa, những cái thói mê tín dị đoan, tà thuật mà dân Canaan đã từng làm trước đây. Tôi đọc ở trong Xuất Ê-díp-tô ký, Xuất Ê-díp-tô ký đoạn số 18. Từ câu số 10 cho đến câu số 14 như thế này: ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa, xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Ở đây
Chúa nói rằng là có những dân tộc họ đã bị rủa xả, họ đã bị Đức Chúa Trời ngày đuổi đi bởi vì cớ họ nghe theo những tà thuật và bói khoa này. Nếu một dân tộc mà không thờ phượng Chúa mà chỉ nghe theo tà thuật bói khoa, xin bùa ngải, xin xăm, xin quẻ, tử vi, bói toán đủ kiểu, dân tộc đó sẽ bị rủa xả theo lời của Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 8 câu 19 cho đến 22, Ê-sai đoạn 8 câu 19 cho đến 22, lời của Chúa nói thế này: nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng qua thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ đói khát. Trong cơn đói nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoang nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu. Nó sẽ bị đuổi vào trong nơi tối tăm mờ mịt. Khi chúng ta nghe những cái lời này, chúng ta cảm thấy buồn đúng không ạ? Buồn cho một dân tộc, buồn cho một sắc dân nào đó nếu họ đi hỏi cầu đồng bóng và thầy bói, không chịu lo cầu nguyện tìm kiếm Chúa mà lại tìm kiếm những đồng bóng và thầy bói. Và Chúa nói rằng là sẽ không có tương lai cho dân tộc đó. Những ai mà đi cầu hỏi đồng cốt, bói khoa, tà thuật, thì những người đó sẽ ngước lên cao rồi cúi xuống đất, chỉ thấy toàn là hoạn nạn, tối tăm mờ mịt, làm ăn thất bại, gia đình ly tán, con cái bệnh tật, thấy bóng buồn rầu và chê chọc mà thôi. Và trong Thánh có nói về một người đã từng là một vị vua ở trên đỉnh vinh quang, nhưng mà sau một thời gian theo Chúa thì ông vua này ông kiêu ngạo và ông đi cầu hỏi bà bóng đồng cốt. Đó là vua Saul. Kinh Thánh nói rằng là khi mà tiên tri Samuel chết, tiên tri Samuel về với Chúa, thì Saul không còn có một ai có thể nhờ cầu hỏi tư vấn. Mà trong cái trận chiến giữa ông với lại quân Philistine thì quân Philistine rất là đông, ông sợ hãi và bây giờ không có tiên tri của Chúa bên cạnh mình, và thế là ông bị cám dỗ để đi đến cầu bóng ở Endor. Và khi mà ông cầu bà bóng như vậy thì Kinh Thánh nói rằng đây là cái lỗi thứ nhì khiến cho Saul bị không những chỉ mất ngôi nhưng mà là mất luôn cả mạng sống của mình, đúng quý mà chị em. Từ một vị vua đầy ơn của Chúa, nhưng mà Saul đã mắc bẫy của tà thuật và bùa chú, cho nên cuộc đời của ông đã bị lụng bại. Cho nên là con cái Chúa, quý mà chị em ơi, hãy tránh xa khỏi tất cả những cái bùa ngại, bùa chú, tà thuật, tử vi, những cái gì nó liên quan đến và bói. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy nó có một dạng bói rất là tinh vi, nó xuất hiện ở trong những cái trang web quảng cáo hoặc là trên những cái tạp chí đó quý vị. Đó là coi tuổi ha, coi tuổi tình duyên. Chẳng hạn như là mình sinh năm 83 là tuổi con heo đúng không? Mình là mạng gì, nó nói y chóc luôn quý mà chị em. Nhất là những cái gì mà thuộc về thiên can địa chi, rồi ngũ hành ha, rồi mạng nữa. Ôi thôi, đủ kiểu hết. Mà nhất là những bạn trẻ khi mà mình đang cái tuổi cập kê, mình đang tìm người bạn đời đó, mình mở đến những cái trang tạp chí đó, mình cũng tò mò, đúng không? Chẳng hạn như là mình sinh tháng 9 năm 1983, xem coi là mình là thuộc mạng gì, phù hợp với người thuộc mạng gì. Tôi thấy dính vô những cái mạng đó giống như mạng nhện vậy đó, không ra được quý mà chị em. Lúc nào cũng bị in trí rằng là tôi sẽ phải kiếm cái cô thuộc cái mạng đó. Chẳng hạn như là mạng kim, mạng mộc, mạng hỏa, mạng thủy, mạng thổ. Mình là người thuộc mạng hỏa, mình phải cưới cái người thuộc về mạng kim, mạng thủy chứ. Đúng không?
hóa các thủy thì mình cưới để mình sớm ra tòa ly dị. Mà bây giờ chắc lẽ cưới nhau mình hỏi em thuộc mạng gì, hoặc là anh thuộc mạng gì, đúng không ạ? Ồ, nó phức tạp lắm quý bà chị em. Rồi thuộc về sao gì nữa, sao hỏa, sao thủy gì đó, ôi đủ thứ nhức đầu lắm. Là có cái Chúa, chúng ta muốn chọn người yêu đó, chúng ta cứ cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ngày đem người đó đến với con. Con tin rằng là tương lai của con, số mệnh con, tình duyên của con nằm ở trong tay của Chúa, chứ phải nằm trong tay của ông thầy bói, hoặc là ở trong tay của cái bà nào đó bà nói. Amen anh chị em. Thậm chí là gia đình cha mẹ của chúng ta có đi cầu hỏi trong chùa, hoặc là đi cầu hỏi ông thầy nào đó nói rằng là năm nay con phải kết hôn với cái người đó, thì quý mà cha em có đừng có bội tin, nhưng hãy tin rằng là tình duyên của mình đến từ Chúa. Chứ còn nếu mà mình đi kiếm theo những cái đó quý mài chèm, chắc chắn đau khổ. Đau khổ mà thôi quý mài chèm. Mà giả sử nếu gia đình của chúng ta chưa tin Chúa, và họ mê tín, họ đi cầu hỏi thầy bói, rồi cầu cơ, hoặc là coi cái này cái kia từ tà thuật đó quý vị, chúng ta cũng đừng có nên chủ quan. Nhưng mà chúng ta hãy trổ dậy cầu nguyện, cột trói tất cả những công việc đó. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, con cắt đứt tất cả những cái lời rủa xả đó ở trên tình duyên của con. Con thuộc về Chúa rồi, cho nên gia đình của con bây giờ có cầu cái gì, hoặc là làm cái gì trên con, gửi tên con vào trong chùa, hoặc là yểm bùa trên con, thì trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con cắt đứt tất cả những sự ảnh hưởng thuộc linh đó trên đời sống của con, trên tình duyên của con. Con là người được phước của Chúa, con sẽ gặp được cái người mà Chúa chọn cho con. Amen không quý mời chị em. Nhà hôn nhân của chúng ta sẽ được phước và càng đi lên trong ơn của Chúa. Rồi đó là bùa. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái điều thứ hai. Đó là ngải. Ngải. Ngải là một cái dạng cây thực vật mọc ở trong nơi rừng sâu, được các thầy pháp đem về nuôi và cho ăn bằng máu. Tức là cứ mỗi ngày họ sẽ, mỗi ngày hoặc là mỗi một cái tuần, theo một cái chu kỳ đó, thì cái người nuôi ngải họ sẽ quăng vào trong cái cây ngải đó một con gà, hoặc là một con vịt, hoặc là một cái con nào đó có huyết ở trong đó. Và khi quăng cái con vật đó vào trong cái đám ngải đó, thì cái cây ngải đó sẽ ăn cái thịt cái con đó, và nó sẽ càng ngày càng lớn lên trong cái tà thuật của nó. Cây ngải là cây có thật nha quý vị, nó là một cái dạng cây tự nhiên mọc ở trong thiên nhiên. Chúa dựng nên cái cây ngải, nó chỉ là một dạng cây bình thường thôi, không có quyền lực gì cả. Nhưng những người ở trong giới tà thuật thì họ lại dùng cái cây đó để mà luyện tà thuật. Quý vị nên nhớ nha, mọi vật Chúa dựng nên đều là tốt lành hết, nhưng con người chúng ta lại tìm ra lắm mưu kế. Chúng ta lại dùng cái này cái kia của Chúa dựng nên để mà làm những cái thứ gớm ghiếc. Và cây ngải, nó sau khi nuôi một thời gian thì ngải sẽ có linh hồn và trở nên trợ thủ đắc lực cho thầy pháp. Linh hồn đó là gì? Linh hồn đó là dạng tà linh ma quỷ, nó nhập ở trong cái cây ngải đó và nó sẽ trả lời cầu nguyện của cái người thầy pháp. Ngải trưởng thành có quyền lực khá lớn và có thể bảo vệ hoặc là dùng để hại người ta. Ngoài ra còn có một loại ngải luyện bằng sọ người, gọi là thiên linh cái. Người bị ngải hại thường bị mất thần trí và bệnh tật liên miên, đồng thời hay bị xui xẻo. Người ta sử dụng ngải khi mà công việc của người ta bị đe dọa. Chẳng hạn như kẻ thù của mình, nó dùng bùa, nó ếm mình. Mình biết rằng mình bị dính bùa từ phía bên kia, và bây giờ mình trả đũa lại, thì mình cần phải mua ngải để mà tấn công lại, giống như là mình phản pháo lại. Thì cái điều này có thể trong tự nhiên nó là cái điều bình thường, nhưng mà trong thuộc linh nó quý mà chị em, nếu chúng ta bị ai đó hại mình, chúng ta không nên trả đũa bằng ngải. Nhất là trong trường hợp đó là tôi nhìn thấy, đó là người bị chẳng hạn hai vợ chồng đang sống hạnh phúc với nhau, mà bây giờ tự nhiên bên kia họ yểm bùa cho bà vợ của mình, cướp vợ của mình đi, thì các ông chồng còn lại đó quý vị sẽ có một cái sự thù hận ở đây, và ông ấy sẽ đi tìm ngải để mà ếm chết cái kẻ thù của mình.
để mà đem vợ mình trở lại. Hoặc là trong trường hợp ngược lại là ông chồng bị bỏ bùa để mà đi với người nữ khác, thì bà vợ ở tại nhà bà có thể sử dụng ngải để mà ếm chết cái kẻ tình địch của mình. Đây là chuyện có thật á quý mạng cho em. Có thật. Và thường thường á, có cái Chúa chúng ta không bao giờ có những cái thông tin này từ phía những người sử dụng bùa ngải. Tại vì sao? Tại vì đích thân tôi đã từng nghe những người trong giới đó, họ nói rằng là mục sư biết tại sao mà họ sử dụng bùa ngải, họ không nói ra nghe không? Tại vì nếu họ nói ra đó là chính cái con quỷ đó, đó nó sẽ giật chết, nó vật chết cái người này. Cho nên khi ai sử dụng bùa ngải thì họ luôn kín miệng và họ không bao giờ họ nói cho bất cứ ai hết. Cho nên người trong gia đình cũng không bao giờ biết được cái chuyện này. Nếu mà hé lộ cái thông tin này là cái người mà sử dụng bùa hoặc sử dụng ngải đó sẽ ngã lăn ra chết. Cho nên trong cái giới tà thuật họ rất là kín tiếng với mà cha. Không ai biết được quý mà cho em. Nhưng đã có những người họ ăn năn, họ đến gặp mục sư và họ thú tội rằng là tôi trước đây đã từng sử dụng bùa, tôi trước đây đã từng sử dụng ngải, hoặc là tôi trước đây là một người có tà linh ma lai. Chúng ta biết rằng ở trên miền cao đó, trên cái vùng núi đó, mà nhắc đến ma lai đó là dạng tà linh rất là mạnh. Nó giống như dạng là ma cà rồng. Khi mà nó nhập vào trong một người thì nó có thể khiến cho người đó giống như là một con ma cà rồng chuyên môn đi đào xác chết và ăn thịt xác chết. Chuyện này có thật đó quý mài cho em, thật hết. Cho nên tại sao người miền cao họ phải sử dụng bùa ngải rất là nhiều? Tại vì họ sợ ma lai. Nhưng mà họ không biết rằng là khi mà sử dụng bùa ngải thì mình đang ở chung một phía với ma quỷ. Nhưng mà trong thế giới ma quỷ thì nó có những cấp bậc lớn nhỏ khác nhau. Ít nhất là 4 cấp bậc mà chúng ta nhìn thấy ở trong Ephesos đoạn 6 câu 12 đó. Cho nên để chúng ta nghịch lại với những công việc ma quỷ, chúng ta chỉ có đứng cùng phía với Chúa và cầu nguyện quỷ phá chúng nó trong danh Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi quý mời cha. Không thể nào sử dụng bùa ngải. Trong thế giới tối tăm á, thì người ta không có hy vọng nơi Chúa. Người ta không còn hy vọng nơi cái quyền năng nào lớn hơn, cho nên họ chỉ biết sử dụng. Ví dụ ông này sử dụng bùa thì cái bà kia muốn mà thắng hơn cái bùa của ông này thì cái bà kia phải đi gặp một cái ông thầy cao tay ấn hơn để mà có thể gỡ bùa. Vậy thôi. Chứ không bao giờ họ suy nghĩ đến có một đấng khác có quyền năng để giải cứu họ ra khỏi bùa ngải. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa Ngài chính là cánh cửa hy vọng cho chúng ta. Chúa đem đến ánh sáng hy vọng cho chúng ta. Không có bùa ngải nào mà có thể qua được danh của Chúa Giêsu của chúng ta hết quý mà cha. Khi nhắc đến danh Chúa Giêsu Christ thì mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất, tất cả những cái bùa chú, tà thuật, thư ếm gì đó, ngải gì đó, nó đều phải quỳ gối trước danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cho nên quý mà cha em ơi, hãy chạy đến với Chúa Giêsu để nhờ cậy Ngài, đừng bao giờ nhờ cậy ma quỷ hết. Có những người họ nhờ cậy ma quỷ một thời gian, họ phất lên, họ làm ăn khấm khá quý mà cha. Tôi vô tình tôi đọc một cái tin ở trên báo thôi. Đó là có cô này, cổ gặp một cái bà, mà bà đó đại gia. Ô, bà đó nhiều tiền lắm. Đi ăn ở trong cái quán của mình 450.000 thanh toán, mà bà đưa luôn 500.000. Cô này cổ định thối tiền lại, nhưng mà bà này mới nói Không, em cứ lấy luôn 50.000 đi. Và lần sau cũng vậy nữa, thanh toán có 900.000 mà đưa luôn 1 triệu. Cô này cũng nói wow, sao bà này bà giàu, bà làm ăn cái gì mà sao mà sộp quá. Lần thứ 3 cô này hỏi cái bà này, ủa cô làm cái gì mà cô giàu dữ vậy, chỉ con với. Thế là cái bà này bà chỉ, con biết sao cô giàu vậy không, cô sử dụng bùa bên Thái á, mà cái bùa này xài nó rất là tốt luôn, cô xài là nó tiền nó vô như nước. Thế là cô gái này cũng khoái quá, nói qua vậy hả, vậy cô mua giùm con một cái. Mà thiệt là trên báo đăng hoài như quý mà cho em, họ đăng rằng là cô này trở thành một đại gia, mới có 23 tuổi thôi đã giàu nứt đố đổ vách rồi, chỉ vì sử dụng bùa. Báo nó chỉ nói như đó thôi, chứ nó không nói về cái hậu quả sau này, bởi vì cô này đang thăng tiến mà. Và tôi đọc được cái tin đó, tôi biết rằng là có ngày hôm nay
Ngày hôm nay có rất là nhiều người họ đang nhờ cậy vào trong bùa ngải, bùa chú để mong rằng mình được giàu có, được thịnh vượng. Ma quỷ có thể cho chúng ta giàu có không quý mời chị em? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4, khi mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu, nó cho Chúa Giê-xu nhìn thấy những cái vinh hoa phú quý giàu sang ở trong thế gian này trong giây lát. Và nó nói với Chúa Giê-xu rằng bây giờ nếu mà ngươi chịu quỳ gối trước mặt ta thì tất cả những cái sự giàu có, giàu sang trên thế giới này đều thuộc về ngươi hết. Nhưng mà Chúa Giê-xu ngài nói rằng là không, ngươi phải thờ phượng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi. Vậy thì mình thấy rằng là ma quỷ nó có quyền cho ai sự giàu có, là nó có quyền đúng không quý mài cha? Nếu ai đó thích được giàu có mà không bởi nhờ cậy Đức Chúa Trời thì ma quỷ nó có thể cho người đó qua những cái bùa ngải hoặc là có những cái tà thuật khác, miễn rằng là người đó quỳ gối và chấp nhận đầu phục ma quỷ qua những cái bùa ngải đó. Như vậy thì sự giàu có, chúng ta nói một chút về sự giàu có, đó là sự giàu có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời đúng không ạ? Đúng không? Dạ. Khi mà Đức Chúa Trời lúc ban đầu ngài dựng nên trời và đất này, dựng nên muôn vật và thế gian này, dựng nên con người, và Chúa ngài cũng đã dựng nên những cái vàng bạc châu báu kim cương, những cái đá quý ở trên thế gian này, trên trái đất này. Đất và muôn vật trên đất đều thuộc về Đức Giê-hô-va hết. Chúa nói rằng là vàng là của ta, bạc là của ta, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta hết. Nhưng khi mà Chúa ngài trao tất cả những điều đó vào trong tay của Adam và Eva, thì Adam và Eva thay vì tận hưởng nó trong sự đầu phục Chúa, thì Adam và Eva đã phạm tội và đã bán đi cái quyền quản trị trên đất này cho ma quỷ, và bán luôn tất cả những phước hạnh của mình, bán luôn cả sự giàu có, thịnh vượng, thành công của Chúa ban cho mình vào trong tay của ma quỷ. Cho nên ngày hôm nay ma quỷ nó có quyền nó ban cho ai đó giàu có hoặc là sự nổi tiếng. Cho nên chúng ta thấy rằng là con cái Chúa ngày hôm nay ít người nổi tiếng, ít người giàu có tột đỉnh, nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ được như vậy thôi quý mài chị em. Amen không quý mài chị em? Đến cuối cùng rồi chúng ta sẽ bước chân vào thiên đàng, chúng ta thấy mấy ông đại gia mà đeo vàng rồi đi xe xế hộp, xe sang, ở nhà cao cửa rộng, sao bằng trong thiên đàng được? Thiên đàng này toàn là xe siêu xe không đó. Quý vị có tin ở trong thiên đàng có siêu xe không? Trong thời của Eli, khi mà Chúa ngài rước Eli đi thì Chúa ngài đem một cái siêu xe mà vận tốc nó có thể là đạt tới là 1000 km/h, bằng với một cái chiếc máy bay dân dụng mà chạy với tốc độ nhanh nhất đó quý vị. Tới nỗi mà Eli xe vừa mới nghe cái là xe nó véo rồi rước đi là nhanh còn hơn máy bay phản lực nữa. Trên đời này mình chưa bao giờ mình thấy được một chiếc xe như vậy. Cái siêu xe mà ngày hôm nay người ta có thể chạy mà tốc độ nhanh nhất là khoảng chừng tầm 300 cho đến 400 km/h, tức là chạy trên đường bình thường đó quý vị. Nhưng mà chạy mà tới 1000 km/h thì chưa có xe nào hết. Vậy đó mà thiên đàng đã có rồi từ mấy ngàn năm về trước quý ông bà anh chị em. Rồi thiên đàng cũng có hệ thống điện thoại phải nói là siêu tân tiến luôn. Tức là mình ở đâu ở trên hành tinh này thì thiên đàng đều có thể nghe được giọng nói của mình một cách rất là rõ. Đúng không ạ? Dù nào ông đi xuống tuốt ở dưới gọi là cái vực thẳm của đại dương, nơi sâu nhất của đại dương luôn, cả dưới đại dương cả mấy ngàn mét dưới đó. Vậy đó mà Jonah kêu cầu với Chúa là trên trời nghe rồi. Điện thoại của mình mà đi xuống dưới tầng hầm thôi là đã thấy sóng nó yếu rồi đúng không? Vậy đó mà Jonah ông đi xuống tận dưới chân nền của các núi, vậy đó mà Chúa ngài vẫn nghe được cái giọng kêu cầu thều thào của Jonah. Cho nên là thiên đàng cái công nghệ trên đó phải nói là không bao giờ tả nổi. Cho nên quý mài chị em ơi, hãy tin cậy Chúa, hãy tin cậy Chúa. Mỗi người chúng ta đều là những đại gia, là những công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Amen không quý mài chị em? Người đời họ có mắt nhưng mà có mắt mà không có chồng, cho nên họ không nhìn thấy chúng ta là những người giàu sang của Chúa. Họ chê, họ coi thường chúng ta, họ đánh giá chúng ta qua quần áo, qua tài sản của chúng ta, nhưng mà họ không biết rằng là mỗi người chúng ta có một cái vị trí rất là lớn ở trong vương quốc của Chúa. Cho nên hãy tin cậy Chúa quý mài chị em. Và cuối cùng đó là thư ếm.
thư được gọi là đây là một loại tông pháp khá hiếm thấy và thường được dùng bởi những dân tộc miền núi. Để thư một người thì cần có một vật mang dương khí của người đó, như là mảnh quần áo, tóc tai, hoặc là móng tay, da, hoặc là máu. Và khi các thầy mo làm phép thư này thì người bị thư sẽ mắc bệnh nan y, có thể là ung thư hoặc là chết từ từ. Thư có thể bỏ vào trong đồ ăn rồi đưa vào cơ thể người bị thư, lúc này người bị thư sẽ đau đớn khôn nguôi. Để giải thư thì chúng ta phải cầu nguyện và cắt đứt tất cả những điều này. Và cuối cùng đó là ếm. Đây là ếm, là có nghĩa là trì kéo xuống, đè xuống và không cho vươn lên. Để một người để ếm một người đó thì cần biết bát tự của người đó, tức là phải biết thiên can địa chi, biết giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh và năm sinh. Biết bốn điều này thôi là người ta có thể ếm cái người kia. Người bị ếm thường bị những gì mà người ếm làm. Ví dụ như là người ta dùng hình nhân thế mạng chích vào trong đầu là cái đầu nó đau, chích vào trong lưng thì cái lưng nó sẽ đau. Đó gọi là một trong những cái tông pháp ếm chú. Còn có một loại gọi là chù ẻo hay là nguyền rủa, chù ẻo nguyền rủa nữa. Cái này thường được dùng nhiều, không phải cần qua thầy pháp gì hết, nhưng mà chỉ cần một lời nguyền rủa của ai đó với lòng thù hận thì người bị nguyền rủa sẽ bị y như vậy. Chẳng hạn như là tao trù cho mày bị xe đụng, hay là bị cho bị bệnh tật gì đó nan y, thậm chí là trù mày chết, mày ba đời sẽ không được siêu thoát gì đó. Trù ếm những cái lời rất là độc hại. Có thể chúng ta cảm thấy cái điều này nó có vẻ nó hoang đường, nhưng mà trong thuộc linh nó lại có thật quý mà chị em. Lời của Chúa nói rằng là như chim sẻ bay đi đây đi đó, như con én liền đi, thì lời rủa xả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến. Châm ngôn đoạn 26 câu 2. Như vậy thì cái lời rủa xả đó, nếu giả sử người ta ếm chúng ta, mà chúng ta là người sống công chính, ngay thẳng chân thật, không có tham lam gì cả, thì cái lời rủa xả đó, cái ếm đó nó sẽ vụt bay qua đầu mình và nó không ảnh hưởng cho chúng ta. Nhưng giả sử nếu chúng ta không sống công chính thì cái lời rủa xả đó nó có thể ảnh hưởng cho chúng ta. Nam có vợ rồi nhưng mà lại để ý người khác thì nó có thể ảnh hưởng, đúng không ạ? Nữ có chồng rồi mà vẫn còn để ý người khác thì nó vẫn có thể ảnh hưởng. Cho nên hãy sống một đời sống công chính quý mài chèm, để những lời rủa xả đó nó sẽ trở thành là vô cớ. Nhưng mà có một điều, người muốn sử dụng tà thuật hiệu quả thì người sử dụng tà thuật đó phải đánh đổi tuổi thọ, phước đức và có khi là cả mạng sống của mình và những người xung quanh. Những người họ luyện tà thuật đối với mình thì họ sẽ cho phép ma quỷ để mà ảnh hưởng trên hôn nhân, trên vợ, trên chồng, trên con cái của mình. Tôi nghe những người mà họ luyện ma lai ở trên khu vực miền cao, nhất là ở Buôn Ma Thuột đó, những người AD đó, họ nói với nhau như thế này: ma lai là có thật và nó sẽ cho người ta có một cái quyền cao nhất, đó là làm ở vị trí cấp tướng. Và khi mà một người ma lai mà ở cấp tướng đó thì người đó sẽ được cấp cho một con hổ, tức là cái người mà luyện tà thuật mà cao nhất ở trên miền núi thì người đó sẽ được cưỡi hổ để mà đi. Và cái người cưỡi hổ này đó, trong thuộc linh nha quý vị nha, trong thuộc linh cái người đó sẽ được cưỡi hổ và người đó sẽ có một cái quyền rất là lớn. Chẳng hạn như là muốn ếm người này chết là người đó sẽ chết, muốn gia đình kia bị tan nát là người đó sẽ có quyền ở trên cái khu vực đó, thậm chí là có quyền để mà bay ở trên không trung luôn quý vị. Có một cái câu chuyện có thật, đó là một cô gái là ma lai. Cô này bây giờ đã tin Chúa rồi, nhưng mà cách đây nhiều năm về trước đó, khi mà cô này từ nhà mà đi đến trường không kịp thì cô này đã lấy cái chổi của mình để mà bay cho cái chổi đó từ nhà bay đến trường. Nhưng mà khi mà không có sử dụng thành thạo thì đến trường thay vì hạ cánh an toàn thì bây giờ cô này cũng đâm thẳng vào trong tường luôn, rớt từ trên rớt xuống cái vịt. Mọi người trong trường chạy ra và xem coi là cái gì, thì cái cô này nói rằng là dạ em đi trễ học cho nên là em phải sử dụng cái chổi này đi cho nó nhanh. Và theo cô gái này nói rằng là đây là cái máy bay của em,
Nhưng mà do em sử dụng chưa thành thạo cho nên là nó bay nó không có được như ý, mà không đáp được như ý mà nó vướng ở trên cái tường á. Và đây là chỉ có thật quý mà cho em. Hiện tại cô gái này cũng đang thờ phượng Chúa ở trong một nhà thờ Tin Lành. Thì mình thấy rằng là cái chuyện mà Ma Lai nghe có vẻ như mơ hồ, hoang đường, nhưng mà thực tế nó có thật. Và những ai mà thường luyện những cái Ma Lai đó thì họ phải đánh đổi. Tức là họ cho phép ma quỷ nó ảnh hưởng trên gia đình của mình. Thí dụ người con gái muốn mình được gia tăng ở trong sức mạnh thì cái người con gái đó phải cho phép ma quỷ ảnh hưởng trên ba, trên mẹ của mình hoặc là trên anh chị em của mình. Ma quỷ nó đưa ra tên luôn quý mà chị em. Chẳng hạn như bây giờ mày muốn đứa nào thì mày nói cho tao biết, tao sẽ ảnh hưởng cho đứa đó, bán linh hồn của nó cho tao rồi tao sẽ cho mày sức mạnh sau. Và khi mà bán nhiều người trong gia đình đó, đến một cái mức độ là 4 hoặc là 5 người thì cái người đó sẽ lên mức độ cấp tướng, tức là sẽ được hổ và có một cái quyền lực rất lớn, đến nỗi mà mọi người ở trong khu vực đó sẽ đến để mà nhờ cái người này để mà chúc phước hoặc là để làm cái việc tà thuật. Đấy là chuyện có thật. Và là con cái Chúa, chúng ta không nên hoang mang sợ hãi trước những điều này. Tôi chia sẻ điều này không phải để cho quý vị hoang mang, nhưng mà để cho chúng ta thể thấy rõ được những gì mà ma quỷ ngày hôm nay đang hoạt động ở trong thế giới tối tăm của nó. Và làm sao để chúng ta biết được một người hoặc là chính mình bị yểm bùa? Như hồi nãy tôi nói về những cái dấu hiệu như là mình cảm thấy bệnh tật ha, sinh hoạt thất thường, không muốn tiếp xúc ánh sáng, rồi xui xẻo ùn ùn kéo tới, sức khỏe sa sút trầm trọng, bệnh tật liên miên. Nó còn có một cái dấu hiệu nữa, đó là mỗi khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta không hiểu. Hoặc là chúng ta buồn ngủ một cách lạ lùng lắm. Tự nhiên ông mục sư bước lên đây ông giảng là mình bắt đầu mình ngủ, ngủ mà thậm chí mà ngủ ngáy luôn quý mà cho em. Người bên cạnh nghe luôn. Mà khi ông vừa mới dứt lời, ông giảng xong, ông amen xong cái là mình tỉnh. À, đây là trường hợp có thật quý mà cho em và cần được giải cứu. Chúng ta không nên quá hoang mang, sợ hãi. Ô, mục sư đang nói mình hả? Không, tôi đang nói về cái dạng linh đó chứ không phải nói với quý vị. Chỉ cần nhân danh Chúa Jesus Christ đuổi nó đi, nó sẽ đi. Hoặc là thậm chí quý vị nhận biết mình có uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ, truyền lệnh cho nó đi thì nó sẽ đi. Tôi hỏi quý vị, nhà quý vị có chuột, quý vị bắt chuột không được, hoặc là quý vị sợ chuột, quý vị nhờ tôi đến tôi đập chuột cho quý vị, nhà quý vị hết chuột nhưng qua lần sau lại có chuột nữa mà tôi bận tôi không đến đập chuột cho quý vị, quý vị đập chuột được không? Được chứ, miễn là quý vị không có còn sợ hãi chuột nữa đúng không? Quý vị dạng lên, quý vị cầm cây chổi đập nó là nó chạy thôi. Keo dính chuột bây giờ cũng đối với những cái con chuột mà chuột cống đó. Nhà tôi đây là kinh nghiệm, kế bên một cái mảnh đất trống rất là nhiều chuột. Chúng tôi đặt bẫy chuột đó là chỉ mấy con chuột nhắt, chuột nhỏ nhỏ nó mới dính thôi. Chứ con chuột cống mà to đó không có dính con nào hết, nó khôn lắm. Cho nên là mình phải đập chuột. Có bao giờ quý vị đập chuột mà chuột nó đứng lên nó đập lại quý vị không? Tôi dùng cái ví dụ này để cho quý vị thấy rằng là trong thuộc linh đó, chúng ta lớn hơn ma quỷ. Ở trong Luca đoạn 10 câu 19, lời của Chúa nói thế này: Này, ta đã ban quyền cho các ngươi về đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Amen, có quý mà cho em. Chúa Giêsu đã ban cho ta uy quyền ở trên ma quỷ rồi. Và Chúa ngài nói rằng là rắn nè, bò cạp nè và tất cả mọi cái quyền lực của kẻ thù của ma quỷ. Ở đâu quý mà cho em? Dưới chân của chúng ta đúng không ạ? Dưới chân, nó phải trên đầu mình đâu quý mà cho em, nó dưới chân của mình nè. Quý vị có thể giày đạp nó dưới chân của mình chứ đừng cho nó leo đầu của mình. Ngày hôm nay nhiều con cái Chúa khi mà nhắc đến ma quỷ thì bắt đầu rung. Tôi nghĩ chắc cái kiểu này không có đủ quỷ nổi mà bị quỷ đuổi. Là con cái Chúa, chúng ta cần phải đọc lời của Chúa và phải tin vào lời của Chúa quý mà cho em. Chúa nói rằng ta đã ban rồi và bây giờ mình chỉ cần tiếp nhận mà thôi quý mà cho em. Tiếp nhận mình sẽ có, đúng rồi, Chúa ban cho rồi đó.
Nhưng mà bây giờ chúng ta đến và tiếp nhận. Lạy Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con là người có uy quyền ở trên quyền lực của ma quỷ, rắn, bò cạp và mọi quyền của cái nghịch. Bùa chú thư ếm cái gì đó, ma lai quái đế gì đó kệ nó. Nhưng mà Chúa con lớn nhất. Ma quỷ nó phải nghe trước danh Chúa Jesus Christ và nó phải cúi đầu trước danh Chúa Jesus Christ của chúng con. Khi đó quý vị mới có uy quyền cho ma quỷ. Ma quỷ nó biết cái người nào có uy quyền cho nó. Amen. Bảy con trai của Sê-va cũng thấy Phao-lô đuổi quỷ hay quá, bắt trước theo. Nhưng mà có được không quý mà chị em? Không. Quỷ nó đánh cho te tua, chạy không còn có một cái miếng quần áo trên người nữa quý vị. Cho nên con người của chúng ta không thể nào thắng nổi được ma quỷ bằng cái sức riêng của mình. Chỉ có thể thắng được ma quỷ qua uy quyền Chúa ban cho. Nhưng mà chúng ta đọc tiếp câu 20 đó, Chúa nói thế này. Dạ, xin mở câu 20 ạ. Dầu vậy chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Chúa nói rằng là ma quỷ nó phục mình đừng có mừng. Mình tưởng nó là mình sao? Không phải đâu. Nhưng bởi vì cớ tên của mình đã được ghi trên thiên đàng. Có bao nhiêu người trong chúng ta buổi sáng nay biết chắc rằng là tên của mình đã được ghi trên thiên đàng rồi? Xin giơ tay lên cho biết à. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy tất cả chúng ta đều có uy quyền để chúng ta đuổi quỷ bởi vì tên của mình đã được chuyển lên thiên đàng rồi. Chúng ta là công dân của thiên quốc. Chúng ta là công dân của thiên đàng. Chúng ta có uy quyền trên công dân của âm phủ và địa ngục. Chúng ta ở trong một vương quốc cao hơn quý mà chị em. Cho nên hãy nhìn ma quỷ như là kẻ đã bị thất bại. Amen. Nhưng bởi vì có cái chương trình của nó, cái thời hạn của nó trên đất này vẫn còn, cho nên là Chúa cho phép nó cai trị trên đất này mà thôi. Nhưng mà trong cái sự cai trị của nó không thể nào mà lấn lướt cho chúng ta được. Quý vị nhớ câu chuyện của Lót không? Của Gióp không? Bất cứ một hành động nào mà ma quỷ nó đem đến trên gia đình của Gióp đó, nó đều phải xin phép Chúa hết, đúng không ạ? Nó muốn lấy bầy chiên, bầy bò gì đó, nó phải nói ra chính xác với Chúa. Chúa ơi, con muốn lấy cái bầy chiên, bầy bò của con Gióp. Con muốn lấy cái này, cái kia. Con muốn đem bệnh tật đến cho nó. Nhưng mà Chúa đều căn dặn mỹ cho Satan rằng là ngươi được quyền làm những điều đó, nhưng ngươi không được phép chạm đến mạng sống của Gióp. Quý vị thấy không? Ma quỷ nó là kẻ cướp giết quỷ diệt, nhưng mà nó không thể nào có quyền quyết định tất cả mọi thứ nó gây ra trên con cây Chúa. Chúa vẫn luôn luôn là đấng tể trị cao nhất quý mài chèm. Cho nên hãy sống đầu phục Chúa, nhờ cây Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái giải quyết làm thế nào để chúng ta có thể tự giải cứu mình. Tự giải cứu mình ra khỏi những bùa ếm. Thậm chí là người ta dùng ngải để tấn công chúng ta. Là con cây Chúa, nếu chúng ta làm ăn kinh doanh với những người ngoại mà chúng ta nghi, hoặc là chúng ta đã có bằng chứng rõ ràng rằng là người đó có sử dụng bùa ngải, khi làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, vui vẻ với nhau thì không có chuyện gì hết. Nhưng giả sử làm ăn mà có cái gì đó lời qua tiếng lại ha, không hợp ý với nhau, bên kia nó sử dụng bùa ngải và chúng ta biết được, thì chúng ta phải làm sao quý mời chị em? Tôi không khích lệ quý vị cứ chạy đến tìm mục sư hoặc là tìm tôi để cầu nguyện cho quý vị. Dẫu rằng mục sư có thể giúp đỡ cho quý vị, nhưng mà cái điều khôn ngoan nhất mà Chúa ngài nói với tôi đó là hãy trang bị cho những thánh đồ có đủ dũng khí và vũ khí thuộc linh để có thể nghịch lại với những công việc của ma quỷ. Amen. Tín đồ mình ra trận thì mình không thể nào mà mình về nhà mình lấy vũ khí được, đúng không quý mài chị em? Không có một người lính khôn ngoan nào mà ra trận mà đi tay không hết. Luôn luôn phải có vũ khí bên cạnh mình. Cho nên khi quý vị đi làm ăn, kinh doanh với người ngoại và người ta có bùa ngải, thì quý vị cần phải biết lời của Chúa. Biết lời của Chúa. Thứ nhất. Thứ hai đó là biết đấng ở trong mình lớn hơn những cái quyền lực của ma quỷ trong người đó. Thứ ba là mình cần phải biết sử dụng một cách thành thạo lời cầu nguyện, cột trói những cái quyền lực tà thuật đó. Nhận biết thôi chưa đủ quý mà cho em, chúng ta cần phải hành động nữa. Hành động như thế nào? Chúng ta phải cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, con cột trói và quỷ phá tất cả những cái bùa chú, bùa ngải mà bạn hàng của con nó đang ếm con.
Trong danh Chúa Jesus Christ, con cắt đứt tất cả những cái bùa chú đó đã ảnh hưởng trên đời sống của con, trên hôn nhân của con, trên vợ chồng, con cái, sức khỏe, tài chánh, công an việc làm của con, trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải nói ra quý mà cho em, phải nói ra. Tại vì khi mà bùa chú thư ếm đó, nó hoạt động đó, thì trước khi mà được xuất khỏi lò, tôi dùng cái từ xuất lò tức là sao? Ông thầy thầy pháp ở đây, ông trước khi ông đưa cái lá bùa đó hoặc là đưa cái ngải đó cho cái người cần thì ông đã nói, đúng không ạ? Ông đã nói trong cái ngải đó, cái bùa đó, những lời của xã. Và khi mà cái bùa, cái ngải này được chuyển giao cho người khác thì những cái lời đó nó được ếm ở trong đây. Cho nên là con cái Chúa, để chúng ta chống lại những cái bùa ngải đó thì chúng ta cần phải nói ra, đúng không ạ? Chúng ta nói ra những lời của Chúa, nói ra những lời nghịch lại với những lời rủa xả mình từ phía ông thầy pháp. Chúng ta cần phải nói rằng là trong danh Chúa Giêsu Christ, tất cả những vũ khí của ma quỷ để chế nghịch cùng với tôi không được thành lợi. Những cái bùa chú đó bị hủy phá đi trong danh Chúa Giêsu Christ. Tôi là người được phước, tôi sẽ là người thành công ở trong thương vụ này, tôi sẽ là người giàu có, tôi là người thịnh vượng. Những ai nói rằng tôi phải bị đuổi việc, tôi bị thất nghiệp, thì trong danh Chúa Jesus, những người đó sẽ bị như vậy. Kẻ nào đào hầm thì sẽ bị sa xuống cái hầm đó. Amen. Đừng thụ động. Đừng thụ động quý mời cho em. Có nhiều con gái Chúa đáng thương lắm. Biết người ta hại mình, biết người ta tấn công mình, biết là có bùa ngại đó, nhưng mà cứ: Chúa ơi, Chúa, Chúa ở đâu? Ôi, Chúa nói sao? Ta đã giao cho con rồi, con không sử dụng. Giao cho vũ khí tối tân mà không biết cách sử dụng thì tội nghiệp lắm. Cho nên quý mài trẻ mời, ma quỷ rất là sợ danh của Chúa Jesus Christ nha. Tôi khích lệ quý vị, trước khi đi làm mỗi ngày hãy cầu nguyện. Hoặc là trên đường đi đến công sở hãy cầu nguyện, cột trói tất cả những cái quyền lực của ma quỷ ở trong cái chỗ làm của con. Ngày hôm nay người ta sử dụng bùa ngải rất là nhiều quý mài cha. Vợ tôi nói: Anh ơi, cái thằng đồng nghiệp kế bên cạnh em, nó mở cái bóp ra, trong đó toàn là giấy không. Mà những cái người khác cũng nói rằng là thằng này nó chơi ngải. Cho nên là những cái người mà ngồi bên cạnh nó đều xui hết. Em ngồi bên cạnh nó, xong rồi em thấy, ủa, em làm cái sản phẩm nào em gửi lên trên, người ta cũng retest hết, tức là sao, người ta báo cáo là lỗi gì đó. Mà lạ quá, em cố gắng hết sức rồi mà cứ bị lỗi hoài. Tôi nói rồi, bây giờ cầu nguyện. Ở đây không phải là vấn đề xui xẻo của tự nhiên nữa, nhưng mà đây là cái quyền lực của ma quỷ. Và thế là tôi cầu nguyện cho vợ tôi. Cảm ơn Chúa, từ đó tới nay thì êm rồi, không còn bị lỗi nữa. Mà lạ lắm, ai ngồi bên cạnh nó là nó cứ bị. Cho nên chúng ta là quyền lực ma quỷ, bùa ngải là có thật. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, cần phải khôn ngoan để cầu nguyện. Cầu nguyện chặt đứt, chặt đứt nó. Nó không thể ảnh hưởng chúng ta được. Nhưng mà đôi khi chúng ta sơ suất một cái gì đó thì có thể nó sẽ ảnh hưởng cho chúng ta. Cho nên là một chiến sĩ, trước khi ra khỏi nhà chúng ta cần phải có súng, ống, đạn dược đầy đủ, đúng không quý mài chứ? Hãy mặc lấy tất cả một khí thuật linh cho mình và dạn dĩ để sống vào trong trận chiến. Và khi ma quỷ nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta, nó sẽ sợ hãi và cúi đầu trước chúng ta. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Chúa ngài muốn chúng ta được phước, Chúa muốn chúng ta được ở đằng đầu chứ không phải đằng đuôi. Amen. Có thể dòng dõi tổ phụ chúng ta trước đây đã bị rủa xả vì cớ họ là những người mê tín, họ là những người tà thuật bùa chú rất là nhiều. Nhưng quý mài trẻ ơi, là con cái Chúa, là hậu thế sau này, chúng ta cần phải lấy uy quyền của mình cắt đứt tất cả những cái sự rủa xả đó ở trong gia tộc của chúng ta. Chúa nói rằng ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, nhưng mà sẽ làm ơn cho đến ngàn đời cho cái nào yêu mến ta và gìn giữ các điều răn của ta. Nếu trong gia tộc của chúng ta mình thấy gia đình của ông bà cha mẹ 3-4 đời trước ai cũng ly dị, ai cũng không có hạnh phúc ở trong hôn nhân, mà bây giờ mình bước vào trong hôn nhân mình nói rồi chắc là vậy, mình cũng giống họ thôi, mình cũng không hơn gì tổ phụ mình. Quý mài trẻ ơi, hãy cầu nguyện cắt đứt cái sự rủa xả đó. Amen.
Cho dù là họ có bị bùa ếm hay là cái gì đó ảnh hưởng đến hôn nhân của họ đi chăng nữa, thì chúng ta hãy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ cầu nguyện bẻ gãy tất cả những sự rủa xả đó và đem đến sự chúc phước cho hôn nhân của mình. Nếu tổ phụ chúng ta thường hay bị nghèo thiếu, bị người ta lừa lọc, lừa đảo trong tài chánh, rồi làm ăn thất bại, phá sản liên miên, quý mà cha ơi, đừng vội thất bại, đừng vội thất vọng, nhưng mà hãy trỗi dậy để mà cầu nguyện bẻ gãy cái sự rủa xả đó. Hãy là người đầu tiên ở trong gia tộc của mình được phước. Hãy là người đầu tiên trong gia tộc của mình thành công. Amen. Chúa cùng với anh chị em, và anh chị em sẽ là những Joseph của Chúa. Joseph là người đầu tiên ở trong gia tộc của ông được ngồi ở cái vị trí của Pharaoh ngồi. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày cho quý vị sẽ là những Joseph ở trong gia tộc của quý vị, là người đầu tiên được ngồi trong cái vị trí mà tổ phụ nhiều đời trước đã ước ao được ngồi cái vị trí đó. Amen. Không gì là không thể quý mài chèm. Nhưng mà trước hết, bắt đầu từ nấc thang đầu tiên, chúng ta cần phải trở lại với Chúa, ăn năn tra xét lòng của mình. Chúa ơi, trong quá khứ của con, tổ phụ của con, hoặc là chính cá nhân con đã từng có dính líu vào trong những công việc của tà thuật, bùa chú, bùa ngải, xin Chúa tha thứ cho con. Có những khi con tò mò, con xem trên tivi, sách báo, phim ảnh, rồi con lại bị cuốn vào trong những cái phim ảnh của ma quỷ mà không biết. Có người nói với tôi rằng, mục sư ơi, em chỉ tò mò, em đến xem người ta cầu cơ thôi mục sư. Em đâu có tham gia đâu. Em chỉ ngồi đó xem người ta cầu cơ mà không biết sao cơ nó không lên. Ồ, Chúa của em mạnh quá, Chúa của em lớn quá, nó không có lên nổi, cơ nó không đi. Nhưng tôi nói không, em phải cầu nguyện. Chứ em đừng có nói rằng là em ở đó, em coi, em quan sát vậy mà nó không ảnh hưởng cho em đâu. Tại vì sao? Khi mình đặt chân đến cái chỗ đó đó là mình đang ở trong cái lĩnh vực rủa xả của ma quỷ. Cho nên đừng chủ quan, hãy nhận lãnh cái sự tha thứ của Chúa cho đời sống của mình. À, dù là quý vị tò mò hoặc là quý vị cố tình như thế nào chăng nữa, Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Phải gãy tất cả những cái sự rủa xả đó. Và sau đó thì chúng ta phải trỗi dậy trong danh Chúa Jesus Christ. Satan và tất cả những bùa chú bùa ngải của nó phải lùi ra khỏi đời sống của ta. Và con tiếp nhận sự sức dầu của Chúa, sự giải phóng của Chúa trên đời sống của con, trên công ăn việc làm con, trên sức khỏe con, trên gia đình con, hôn nhân của con cái hậu tự con. Con nói ra những lời chúc phước theo lời của Chúa, như là những lời tiên tri cho cá nhân con, cho cuộc đời, cho gia đình của con. Phước hạnh của Chúa sẽ tuôn tràn trên quý mài chèm. Ê-sai đoạn 54 câu 14 cho đến 15. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh có sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Này, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã. Câu 17. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thành lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lửa giấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán, ấy là phần cơ nghiệp của các tội tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói rằng là chúng ta sẽ đứng vững ở trong sự công bình, tránh khỏi những cái sự hiếp đáp của tà thuật bùa chú của ma quỷ. Tôi nhìn thấy đức tin ở trong mắt của quý bà chị em. Và quý vị sẽ thấy được cuộc đời của mình sang một trang sử mới sau khi áp dụng lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúa nói rằng là hãy thuần phục Đức Chúa Trời, hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa, chạy trốn khỏi anh em. Ở trong bản dịch năm 2011, trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7, bản dịch năm 2011 thì dùng cái từ đó là ma quỷ sẽ chạy trốn khỏi chúng ta. Cho nên trước hết chúng ta cần phải thuần phục Chúa, đầu phục Chúa rồi chúng ta mới có uy quyền để chúng ta chống cự nghịch lại với ma quỷ. Amen. Và sự cầu nguyện của chúng ta đã thể hiện ra cái sự đầu phục Chúa thật sự trong đời sống của chúng ta. Xin mời quý vị chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Hãy cùng cầu nguyện với tôi theo những lời này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi là người thuộc về Đức Chúa Trời. Ma quỷ phải nằm dưới bàn chân của tôi. Tôi là người có uy quyền trong danh Đức Chúa Jesus. Để giày đạp rắn bò cạp và mọi quyền lực của ma quỷ dưới chân. Ma quỷ không thể nào làm hại tôi được. Trong danh Đức Chúa Jesus, con cắt đứt tất cả những loại bùa chú, thư ếm, chu ẻo trên đời sống của con, nhất là từ những người ghét bỏ con.
những người muốn hại con, trong danh Chúa Giêsu, những vũ khí thuộc linh đó bị hủy phá. Con được bảo vệ trong dòng huyết của Chúa Giêsu. Xin Chúa ngài dựng hàng rào bằng lửa của ngài xung quanh con, để ma quỷ không thể nào làm hại con được. Xin Chúa ngài tha thứ cho những cánh cửa con đã mở ra cho ma quỷ, ở trong lời nói và việc làm, có những thái độ nào không quân phục Chúa. Xin Chúa ngài tha thứ cho con và mặc lấy cho con chiếc áo vương quyền của ngài, để con có thể thi hành uy quyền của Chúa Giêsu trên ma quỷ. Cảm ơn Chúa vì con là người đắc thắng. Ma quỷ không thể nào hại con. Con là người được phước trong ơn của Chúa. Con được đặt ở đằng đầu, không phải ở sau chót. Con là nguồn phước cho gia đình của con, trong gia tộc của con. Con là người thành công, được thịnh vượng, làm đâu thắng đó. Và qua đời sống con, Đức Chúa Trời ngày được vinh hiển. Nhiều người sẽ nhìn biết Đức Chúa Trời của con. Con cảm ơn Chúa và dâng đời sống con trong bàn tay của Cha. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trên quý bà chị em con như hôm nay. Chúa ơi, họ đang đứng ở trong sự diện của Chúa, khao khát để kinh nghiệm được quyền năng giải cứu của Chúa ở trên đời sống họ. Họ được tự do, được tự do. Và hôm nay con công bố trong danh Chúa Giêsu Christ, họ được tự do khỏi tất cả mọi loại bùa chú, bùa ngải, thư ếm, trong danh Chúa Giêsu Christ. Satan và tất cả những linh tà thuật này phải rơi xa khỏi dân sự của Chúa, phải rơi xa khỏi họ. Và hôm nay trong danh Chúa Giêsu Christ, con bẻ gãy tất cả những cái sợi dây trói, những xiềng xích thuộc linh ở trong tâm linh của dân sự của Chúa. Những ai đã vô tình thiếu biết, đã mặc lấy những cái điều này trên đời sống họ trước đây trong quá khứ mà vẫn chưa ăn năn xưng tội trước mặt ngài, giờ phút này trong danh Chúa Giêsu Christ con công bố khai phóng quyền năng của Chúa, sự chữa lành của ngài trên tâm linh của họ, sự giải phóng của Chúa trên thân thể của họ. Giờ phút này trong danh Chúa Giêsu Christ, tất cả mọi loại bùa chú, bùa ngải, tà thuật phải rơi xa khỏi họ trong danh Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu vì ngài đang ở đây. Ngài là đấng giải cứu chúng con, ngài là đấng chiến thắng tất cả những cái thế lực của ma quỷ. Xin Chúa ngài thi thố phép lạ của ngài, thi thố phép lạ của ngài trên thân thể của chúng con, trên đời sống của chúng con. Xin mở trói trên tâm trí của chúng con, để chúng con có thể nghe lời của Chúa, hiểu lời của ngài, không còn buồn ngủ mỗi khi chúng con nghe lời của Chúa nữa, không còn bị ngủ gục mỗi khi mà Chúa thăm viếng chúng con nữa. Chúa ơi, chính ngài là đấng giải cứu chúng con ra khỏi những điều đó. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố sự chữa lành của ngài, sự giải cứu của ngài trên sự của Chúa giờ phút này. Những ai chúng con đang khao khát để chạm đến trung áo của Chúa Giêsu, xin hãy cho họ được chạm đến trung áo của ngài. Họ được sự giải cứu trong danh Chúa Giêsu Christ. Họ sẽ được phước ở trong công việc của họ. Họ sẽ không còn bị đe bẹp bởi quyền lực của ma quỷ nữa. Họ sẽ không còn bị trì trệ, không còn bị cô thế, không còn bị đơn độc mỗi khi mà họ làm công việc của họ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, họ được tự do. Họ không còn bị kìm hãm ở trong thuộc linh của họ nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, họ được nhấc lên. Họ được nhấc lên ở trong sự thương xót của Chúa. Họ được nhấc lên trong sự nhân từ của ngài. Họ được giải phóng ra khỏi tất cả mọi xiềng xích của ma quỷ. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúa ngài đang ở đây. Chúa đang ở đây. Chúa ơi, xin hãy thăm viếng chúng con, chữa lành tâm lòng của chúng con, chữa lành thân thể của chúng con, chữa lành cho tương lai của chúng con nữa, Chúa ơi, để tương lai của chúng con sẽ được phước ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Những cái sự méo mó do ma quỷ bóp méo cuộc đời của chúng con, giờ phút này con hủy phá tất cả những sự ảnh hưởng đó ở trên tâm trí của chúng con. Chúng con được tự do, chúng con là người được phước của Chúa ở trong gia đình của chúng con, được phước ở trong sức khỏe, trong hôn nhân, trong tình cảm của chúng con, được phước ở trong dòng dõi của chúng con nữa. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn ngài. Ma quỷ đến để cướp giết và hủy diệt, nhưng mà Chúa Giêsu của chúng con ngài đã đến để cho chúng con được sự sống, và được sự sống dư dật ở trong danh của ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ, chúng con là người được phước của ngài, chúng con là người được thành công, được thịnh vượng, được giàu có. Cảm ơn Chúa, ma quỷ không thể nào cản trở chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con, dẫn đưa chúng con vào trong con đường của ngài, để chúng con được kinh nghiệm mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con sẽ là những ngày phước hạnh, những ngày thành công, những ngày kết quả cho Đức Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa sức dầu trên lời của ngài, xin sức dầu trên nhân sự của ngài, xin sức dầu trên đời sống của chúng con, trên công ăn việc làm của chúng con, để mỗi người chúng con sẽ là những người được phước của Chúa.
Hội thánh này sẽ có những đại gia, sẽ có những doanh nhân, sẽ có những doanh nghiệp được ra đời ở trong sự ban phước của Ngài. Xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con đến nơi mà chúng con cần phải đến, hầu cho danh Chúa được vinh hiển và ma quỷ phải bị sỉ nhục và bị hổ thẹn trước mặt chúng con. Còn cảm ơn Chúa và chúng con dâng chính mình chúng con trong bàn tay của Cha. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.